Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình nóng bỏng tại trung đông và quý vị trong ngày hôm nay thì có vẻ như không cản được phía do thái rồi thì phía của joe biden đã bắt đầu lưu ý và trong đó đã đưa ra khuyến cáo về cái gọi là cuộc tấn công trả đũa vội vàng của do thái trong khi đó thì à, tổng thống của iran lên tiếng và nói rằng sẽ à, tiêu diệt toàn bộ đất nước do thái nếu như mà Iran bị tấn công và cái việc ngôn ngữ đã bắt đầu có tình hình căng thẳng lên và tôi nghĩ rằng là cuộc tấn công của Do Thái sẽ diễn ra. Tuy nhiên thì chúng ta chưa biết cái thời điểm nào có thể là sau ngày thứ sáu tuần này có thể sớm hơn và có thể qua tới tuần tới. Quý vị chúng ta lướt qua các bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích xem là lần này cuộc tấn công trả đũa của Do Thái sẽ như thế nào bởi vì họ đã khẳng định. Quý vị Anthony Blinken đã lưu ý à, chống lại cái việc mà gọi là cuộc cả đũa vội vàng của do Thái. Ngoại trưởng à, của Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken đã nói chuyện với lại cả các lãnh đạo của cộng đồng người Do Thái giáo vào ngày thứ ba, khuyến cáo họ về tình trạng gia tăng căng thẳng với Iran là sẽ không có quyền lợi nào cho cả do Thái lẫn Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của ông này. Và theo tường trình của ba người có mặt trong cuộc họp này, thì à, chính quyền của Joe Biden cùng với lại các đồng minh Tây Phương đang mạnh mẽ thúc giục cho Thái là không nên có một cái cuộc tấn công trả đũa vội vàng nhắm vào Iran có thể dẫn tới một cái cuộc chiến lớn hơn ở khu vực. Chúng tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó để mà có được cái sự thành công sau cái cuộc đánh bại ngày thứ bảy đối với cuộc tấn công của Iran với hàng trăm cái hỏa tiễn và tròn và do Thái À, người do thái đều biết điều này đó là một trong những giới chức của hoa kỳ đã nói với lại à, tờ báo uh, asean và ở đây thì họ nói lại là à, phía của trong lúc mà phía tòa, tòa hoa kỳ đang thúc giục cái sự tự chế thì bộ trưởng quốc phòng của do thái là ông joab garland đã nói với lại à, bộ trưởng quốc phòng của hoa kỳ là việc do thái phản ứng là và ông gọi là không thể tránh khỏi đó là một trong những cái chữ mà gọi là inevitable, ok và ta, ta, trong ngày chùa chủ nhật thì ông Green đã nói với lại ông Austin về tình trạng mà cuộc tấn công mức độ lớn có thể là dấu hiệu cho thấy là Iran không thể tấn công uh, do thái kể cả việc mà họ tấn công vào các mục tiêu ở Syria và ông Blinken đã nói với lại uh, một nhóm này rằng cả Jordan lẫn Saudi Arabia đã gia tăng cái nỗ lực uh, phòng vệ của họ chống lại Iran và liên minh vẫn có một cái tầm quan trọng cho cơ hội trong tương lai đó là phát biểu của ông ta và điều này cho thấy rằng là phía Iran tổng thống Ebrahim Raisi đã lên tiếng và chắc chắn với ông tổng thống Nga trong ngày thứ ba là Iran sẽ không tìm kiếm một cái sự căng thẳng mới đó là lời phát biểu của phía của ông Anthony Blinken tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ tuy nhiên thì ở một cái góc khác báo cáo thì không còn gì tồn tại. Đó là lời khẳng định của ông Tổng thống Iran. Nếu như mà do Thái phát của đoàn động cuộc tấn công mà ông ta mô, mô tả là cuộc tấn công xâm lăng. Đây là một trong những ngôn ngữ mà ông Ibrahim Raisi, Tổng thống của Iran đã đưa ra. Quý vị, đây là lời phát biểu của ông là nothing will remain tức là không còn gì tồn tại Thì, uh, tổng thống của Iran cam kết sẽ phá hủy hoàn toàn đất nước do thái nếu như mà phát động một cuộc tấn công mà ông ta mô tả là một cuộc tấn công xâm lăng đó là một trong những lời phát biểu của ông ta Tổng thống của Iran cam kết sẽ hoàn toàn phá hủy đất nước Do Thái và sẽ họ sẽ thực hiện à, nếu như là phía Do Thái mà có một hành động xâm lăng vào quốc gia của ông ta. Ông Tổng thống Ebrahim Raisi trong lời phát biểu vào ngày thứ tư theo giờ của địa phương à, trong một cái cuộc gọi là à, duyệt binh à, cảnh cáo Do Thái về à, những cái à, hành động mà phản ứng mạnh và cứng rắn của quốc gia này trong tiềm năng mà Do Thái có thể tấn công trả đũa sau khi mà Iran đã bắn hỏa tiễn và tròn vào lãnh thổ của họ. Và... <laughs> Ở đây thì nhắc lại và ông sen ông raisi nói rằng cuộc tấn công ngày thứ bảy là đã được giới hạn và nếu iran à, khiêu khích thì đã thực hiện cuộc tấn công lớn hơn đó là lời nói, nói nói của ông ta và ông ta nói rằng không còn gì tồn tại ở trong cái chế độ Zionist. đó là lời phát biểu của ông ta đã được à, hãng truyền thông của iran dẫn lời lại và lời phát biểu của ông ta đưa ra giữa à, lúc mà đang à, viếng thăm một cái trại đóng quân ở phía bắc của thủ đô tehran và trong đó gần như là nằm ở ngoài ngoại ô và chính quyền của đang vẫn không cho biết là tại sao họ dời cái trại quân này và hiện nay thì họ cho biết rằng là họ đang làm việc trong vài năm qua và trong đó thì phía họ nhắc lại cái bản tin về do thái phản ứng và trong đó phía do thái cam kết sẽ có phản ứng tuy nhiên không cho biết thêm những chi tiết là khi nào và làm thế nào họ phản ứng trong khi đó thì quốc gia hội đồng quân sự của do thái trong ngày thứ ba đã họp và quyết định về tương lai trong lúc mà các đồng minh đang thúc giục các phía là phải giảm đi tình trạng căng thẳng này và phía do Thái vẫn và rằng vẫn có một cái cuộc đối đầu với nhau trong nhiều thập niên qua và cuộc chiến à, gần như là à, đã lên cao hơn trong vòng vài tháng qua khi mà Iran hỗ trợ cho nhóm Hamas thực hiện cuộc tấn công khủng bố vào lãnh thổ do Thái ngày 7 tây tháng 10. quý vị đây là hai bản báo cáo từ một bản báo cáo từ phía Hoa Kỳ và một bản báo cáo từ phía của Iran. phía Hoa Kỳ thì à, Anthony Blinken đã lên tiếng và lưu ý là không nên có cuộc tấn công trả đũa vội vã. Có nghĩa là chính chiều chính quyền của Joe Biden cũng hiểu rõ là do Thái sẽ không dừng lại cuộc tấn công này. Có điều họ không muốn trong cái giai đoạn gọi là đang nóng bỏng này sẽ khiến cho tình hình căng thẳng thêm. Có thể cuộc trả đũa diễn ra sau đó nhưng mà là ý của chính quyền Joe Biden và Joe Biden không muốn cuộc chiến này xảy ra. Giống như tôi đã nói ngay từ đầu từ những cái chương trình Houston nhật ký là lần trước, những bài trước thì tôi đã có nói rồi. Và trong khi đó thì phía Iran vẫn lên tiếng và À, cứng rắn và nói rằng họ sẽ phá hủy toàn bộ đất nước do Thái. Nếu như mà do Thái mở cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Lời phát biểu này đưa ra lúc mà ông à, Ibrahim Rezi đang dự một cái lễ duyệt binh ở tại à, Iran ở cái căn cứ ở phía bắc của Tehran. Quý vị. Điều này cho thấy rõ ràng là phía Iran à đang à, lên tiếng và có vẻ cứng rắn nhưng đồng thời họ cũng lo sợ cuộc tấn công này. Lý do là bởi vì các quốc gia độc tài cộng sản thường thường khi mà bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến nào mà họ rơi vào tình trạng thiếu tự tin họ thường tổ chức những cuộc duyệt binh để mà củng cố tinh thần của binh sĩ cũng như củng cố cái tinh thần của họ trước khi mà có một cuộc chiến nào đây là cái thói quen thông thường của các nước cộng sản hay là các nước độc tài toàn trị phô trương sức mạnh quân sự thì quý vị hành động này của Iran cho thấy rằng là Iran đang cảm thấy là họ nằm dưới hạ cơ tại vì cuộc tấn công hôm thứ bảy vừa qua là gần như là khiến cho họ thấy được một cái phản ứng rất lớn. Cái phản ứng này là các quốc gia đã đồng loạt lên án và đang chuẩn bị lệnh cấm vận mới đối với Iran sau cuộc tấn công này. Thứ hai là các quốc gia Ả Rập cũng không đồng ý cho họ tấn công vào Do Thái hôm thứ Bảy. Và các quốc gia Ả Rập vẫn kềm chế, tuy nhiên thì họ không đứng về phía Iran. Và thứ ba là họ đánh giá được cái khối Ả Rập, tức là người dân Ả Rập có ủng hộ cho họ hay không. Thì ở tất cả những quốc gia khác những người dân Ả Rập đều bà, gọi là bàn quan họ không có hành động ca ngợi khuyến khích ngay cả báo chí của Ả Rập cũng không có nói nhiều để mà kích động người dân Ả Rập chống lại Do Thái thì quý vị Iran đã thấy được cái cuộc tấn công hôm thứ bảy vừa qua là sự thất bại và ông này nói rằng là nếu ông ta thật sự muốn tấn công Do Thái thì ông ta đã là tấn công lớn hơn có nghĩa là hôm thứ bảy tổng cộng là 350 cái tròn và hỏa tiễn bắn vào phía của do thái mà ông ta cho rằng đó là cuộc tấn công nhỏ giới hạn nếu không có hoa kỳ phối hợp với lại các đồng minh và do thái thì ít nhất do thái cũng nhận mà và vài chục quả chứ không phải là chỉ có 7 quả đâu quý vị vài chục quả à, tròn hoặc là à, hỏa tiễn của họ bắn vào lãnh thổ của do thái tuy nhiên thì à, ông ta nói rằng nhỏ như vậy thì mức độ lớn của ông ta là mức độ nào? 1.000 cái tròn và hỏa tiễn hay là hơn con số này? Và liệu 1.000 cái tròn một ngàn cái tròn thì có thể có nhưng mà 1.000 cái hỏa tiễn thì tôi không nghĩ là Iran có đủ khả năng đầy đủ vũ khí và đầy đủ đạn dược như vậy. Do đó quý vị, đây là lời tuyên bố của ông ta dường như là để củng cố tinh thần của binh sĩ Iran, củng cố cái lòng tin của người dân và che lấp cái sự gọi là sợ hãi của mình tức là cái ông ta biết được là ông ta nằm dưới hạ cơ, tức là nằm ở và trong cái cuộc chiến này rõ ràng do thái chiếm thượng cơ. Và bây giờ ông ta đưa ra những cái lời đe dọa để cho thấy rằng là do thái không nên tấn công. Thì quý vị, rõ ràng cuộc tấn công hôm thứ bảy vừa qua là cuộc tấn công chiếu lệ nhưng ông ta đã huy động tới 350 cái tròn Lẫn à, phía của Hỏa Tiễn. Thì rõ ràng quý vị là họ không thành công khi mà Hoa Kỳ lực lượng đồng minh và hệ thống phòng thủ của Do Thái bắn trụng hết tất cả mọi thứ chỉ có 7 cái hỏa tiễn lọt vào trong lãnh thổ Do Thái nhưng mà lọt vào những cái khu vực được xem là không có người sinh sống do đó không gây tác hại nhiều không gây tác hại nhiều và điều này cho thấy rằng là phía Iran đang e ngại sự e ngại của họ là xưa nay họ chỉ tạo ra những cái vũ khí tấn công nhưng mà chưa có hàng cái dàn vũ khí phòng thủ có lẽ là cái dàn phòng thủ của họ yếu kém do đó nếu như mà do thái tấn công thì không biết là sẽ có bao nhiêu nhân mạng bị thiệt mạng có điều ở đây là chúng ta sẽ đánh giá về cái khả năng phản ứng của do thái giống như tôi nói là nếu như do thái có phản ứng tôi nghĩ là sau ngày thứ sáu tuần này tức là hôm nay thứ tư rồi còn hai ngày nữa là tới ngày thứ sáu thì sau ngày thứ sáu tuần này có nhiều lý do thứ nhất là cái nỗ lực mà gọi là cản trở của các đồng minh trong đó hoa kỳ âu châu đều không muốn do thái tấn công vào iran nhưng mà họ biết được cái quyền tự vệ của do thái không cản được, tại vì do thái bị tấn công trước lãnh thổ do thái bị tấn công trước, còn trước đó do thái tấn công là ở Syria không phải lãnh thổ của Iran không trực tiếp tấn công vào lãnh thổ của Iran do đó quý vị nếu mà nói một cách theo cái hiệu cái định nghĩa chính danh thì chính Iran đã chủ động tấn công trước mặc dù cuộc tấn công này mang tính chất trả đũa cho một cái văn phòng ngoại giao của họ ở tại Syria đã bị đã, do thái dùng cả cái hỏa tiễn bắn vào và cuối cùng thì có 7 viên sĩ quan bao gồm hai tư lệnh của Iran đã bị thiệt mạng. Thì quý vị, tuy nhiên thì việc tấn công này nó xảy ra trên lãnh thổ của Syria, không phải trên lãnh thổ của Iran. Bây giờ Iran lấy cớ tòa ngoại giao của họ tức là tòa lãnh sự quán của họ là lãnh thổ của Iran để mà trả đũa thì cái yếu tố này không đủ yếu tố này không đủ chính danh trên chính trường quốc tế. Do đó, cái cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Do Thái được xem là Iran đã đánh trước First Strike. Do đó, bây giờ thì Do Thái có cái quyền tự vệ của họ để tấn công trả đũa. Thì nếu nhìn trên chính danh, chúng ta sẽ thấy được điều này. Vấn đề còn lại là sự phản ứng của Do Thái. Sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nghĩ rằng lần này phía của Do Thái, họ cân nhắc rất kỹ họ cân nhắc thứ nhất là cái tác hại khúc ban đầu tức là cái tác hại đầu tiên của cuộc tấn công này khi mà cuộc tấn công xảy ra thì chắc chắn Iran sẽ phải phản ứng thì quý vị sự phản ứng của Iran và qua lại như vậy thì coi như cuộc chiến bùng nổ coi như do Thái sẽ bắt đầu cho cuộc chiến này và họ cân nhắc như rất là nhiều vấn đề thứ nhất là lực lượng của họ ở tại do Thái có đủ để mà đối phó với các vệ tinh cộng với lại phía Iran một cách trực tiếp hay không? tức là hezbollah mỗi một ngày vẫn có giao tranh với do thái hamas ở giải gaza nhóm hồi giáo Houthi ở tại khu vực của yemen và kể cả nhóm uh, resident islamic ở tại khu vực của iraq và nằm ở xung quanh khu vực của syria thì liệu do thái một mình có thể đối phó hiện nay họ vẫn đối phó được tuy nhiên nếu cộng thêm iran thì tình hình khác đi thì cái cân nhắc đầu tiên cái cân nhắc đầu tiên của châu thái là lực lượng của họ có đầy đủ để mà chi phối cho nhiều cuộc chiến khác nhau này hay không đó là điều thứ nhất điều thứ hai liệu vũ khí đạn dược của họ có đầy đủ hay không có đầy đủ để mà có thể đối phó với cuộc chiến nếu như cuộc chiến kéo dài họ tính toán là cuộc chiến sẽ kéo dài hay cuộc chiến trong ngắn hạn mà theo tôi nghĩ nếu mà tấn công giữa hai quốc gia thì là cuộc chiến kéo dài và nếu như mà joe biden và phía Joe Biden tức là phía Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ do Thái như thế nào? Sẽ hỗ trợ và có nghĩa là giúp cho do Thái vũ khí phòng thủ chống lại nhóm Hamas chống lại nhóm uh, Resident Islamic chống lại Hamas và họ thì ở trên lãnh thổ do Thái thôi. Nhưng liệu Hoa Kỳ có để cho do Thái sử dụng vũ khí của mình tấn công vào lãnh thổ của Iran hay không? Và bởi vì cuộc chiến kéo dài thì quý vị thấy cái tình hình của Yumen, tới ngày hôm nay Ukraine đã cạn hết tất cả hỏa tiễn rồi nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ thì Ukraine đã cạn hết hỏa hỏa tiễn rồi đám Âu Châu không giúp nổi đám Âu Châu từng cam kết một triệu viên đạn cho Ukraine bây giờ chính họ cũng không sản xuất nổi và bây giờ họ phải chê. tính tới cái mức là cho phép những quốc gia thành viên trong Liên hiệp Âu Châu có thể mua vũ khí đạn dược ở bên ngoài để cung cấp cho Ukraine Thay vì trước đây cái quy định là chỉ mua trong vòng nội bộ của các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu và NATO thôi. Thì bây giờ quý vị, họ được phép mua vũ khí và đại dược bên ngoài để cung cấp cho Ukraine. Có nghĩa là Ukraine đang cạn và chính ông Zelensky cũng đã nói là cái vụ mà cái nhà máy điện của Ukraine bị tấn công là bởi vì ông không còn một cái hỏa tiễn nào hết để bắn chặn tất cả những cuộc tấn công của Nga. Thì quý vị, tình hình của Ukraine có thể lặp lại nếu như mà Joe Biden chơi cái trò gọi là à, ngưng và chỉ uh, cung cấp vũ khí một cách giới hạn cho phía của Do Thái. Thật sự thì Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ cho Do Thái. Họ đang duyệt và thứ sáu này họ duyệt cái ngân sách 14 cho tới 17 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Do Thái. Thì quý vị, tuy nhiên thì cái ngân sách này sẽ phải sẽ phải đi qua cái Thượng viện, Hạ viện và lên tới bàn Tổng thống. Thì lúc đó quý vị, Joe Biden là người sẽ ký phủ quyết hay chấp thuận. Và nếu ông ta ký chấp thuận cái ngân sách này, ông ta sẽ đặt điều kiện gì với Do Thái? Đây là câu hỏi và do đó phía Do Thái họ cân nhắc rất kỹ. Họ phải cân nhắc tới cái kịch bản là Joe Biden không hỗ trợ một viên đạn nào để cho họ tấn công vào lãnh thổ của Iran. Họ muốn tấn công, họ phải sử dụng vũ khí của họ. Thì quý vị, họ tính cho nên phía của cái nội các chiến tranh của Do Thái, họ cân nhắc là như vậy. Và cái tác hại của cái cuộc chiến này, là phần hỗ trợ của Hoa Kỳ. Phần à, thứ nhất là phần hỗ trợ của Hoa Kỳ. Thứ hai là họ sẽ kéo dài cuộc chiến này bao lâu? Họ sẽ kéo dài cuộc chiến này bao lâu? Nếu Iran phản ứng, thì cuộc chiến này dự tính sẽ kéo dài bao lâu? Và tổng số tiền và số tài chánh cũng như là vũ khí sử dụng trong cuộc chiến này ước lượng là bao nhiêu? Trong khả năng của do Thái đang có hay không? thì đó là cái phần phần cân nhắc của lực lượng IDF tức là lực lượng quốc phòng tự vệ tự vệ của do thái và cái nội các chiến tranh của do thái bên cạnh đó thì họ cũng sẽ đánh giá tới cái tác hại khi cuộc chiến này bùng nổ khi cuộc chiến này bùng nổ thì các quốc gia tây phương sẽ đánh giá như thế nào họ sẽ có quan điểm như thế nào về cuộc chiến này liệu họ có giữ được chính danh hay không hay sẽ giống như cuộc chiến ở giải gaza bây giờ đang bị phản ứng ngược khi mà bom đạn của họ dội vào lãnh thổ của Iran và gây ra chết chóc và chết chóc không kém gì ở giải Gaza thì lúc đó cái quan điểm của các quốc gia Tây Phương đồng minh của Do Thái gồm của Âu Châu, Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì dưới thời của Joe Biden mà quý vị sẽ như thế nào? Cái đây là cái cân nhắc của Do Thái, chưa kể là cái tác hại khác mà Do Thái à, có thể tính tới. Tuy nhiên thì à, họ ở Tế là không tính toán quá nhiều về kinh tế của thế giới về cái vai trò của nga của trung quốc có thể do thái sẽ không tính toán nhiều tại mức như vậy nhưng cái việc tính toán của họ là trên cái khả năng của họ có nghĩa là thứ nhất vẫn giữ được cái chính danh để, để nhận sự hỗ trợ và à, bảo vệ của đồng minh thứ hai là phần thiệt hại và phần vũ khí như thế nào có đủ để mà duy trì cuộc chiến hay không và thứ ba là cái vấn đề là, là hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ sẽ nằm ở mức nào sẽ nằm ở mức là sẵn sàng bảo vệ họ bằng mọi giá hay Joe Biden sẽ chơi cái trò là tôi cung cấp vũ khí để cho anh tự vệ ở trong lãnh thổ của anh thôi tôi không đồng ý cho anh sử dụng vũ khí của tôi tấn công vào Iran Joe Biden có thể chơi trò này để áp được ông Netanyahu thì quý vị do đó lần này phía Do Thái họ không cho biết nhiều chi tiết mặc dù họ tuyên bố một cách rất là chắc chắn là sẽ không tránh khỏi cuộc trả đũa nhưng mà họ cân nhắc rất kỹ đó là cái phần mà tôi nói là cân nhắc cho chính cái quốc gia của do thái thôi họ chưa cân nhắc tới quyền lợi của những quốc gia khác khi cuộc chiến bùng nổ và liệu câu hỏi cuối cùng là nếu mà cuộc chiến này kéo dài thì dân ả rập ở các quốc gia đó ở các quốc gia ở trung đông sẽ phản ứng như thế nào họ sẽ chọn chính quyền thì không có chọn đâu chính quyền của Ả Rập ví dụ như tôi hôm trước tôi có giải thích cho quý vị là các chính quyền của khối Ả Rập là gần như là họ sẽ không có đứng về phía của Iran hoặc họ hoặc là họ có một phần nghiêng về phía Do Thái. Nhưng người dân Ả Rập là quan trọng nhất. Tại vì do Thái tồn tại hay không là do suy nghĩ và cái cái cái, cái suy nghĩ và cái cái và cái, cái, cái đánh giá của người dân Ả Rập nhiều hơn. Thì quý vị, liệu cuộc chiến này bùng nổ thì người dân Ả Rập sẽ có cái nhìn như thế nào với Do Thái thì quý vị đây là cái phần cân nhắc cho cái lợi và cái hại của Do Thái thôi tôi không nói tới việc nó ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu Nga Trung Quốc lợi dụng như thế nào tôi không nói chuyện này tôi chỉ nói trên cái phần của Do Thái thôi đây là sự cân nhắc do đó họ quyết định trả đũa nhưng thời gian trả đũa có thể trễ hơn một chút tức là thứ nhất họ đợi sau ngày thứ sáu này cái ngân sách hỗ trợ cho Do Thái được thông qua ở trên sàn Hạ Viện và nó sẽ được đưa trở lại trên sàn của Thượng viện bởi vì cái phiên bản cái này khác. Ở trên sàn Thượng viện thông qua là tổng cộng 95 tỷ Mỹ Kim trong đó có 14 tỷ hỗ trợ cho Do Thái. Tuy nhiên thì nó là một cái phim, nó là một cái version của tất cả các sự hỗ trợ. Còn lần này phía Hạ viện Hoa Kỳ phân ra từng dự luật. Do đó cái dự luật hỗ trợ cho Do, Do Thái sau khi được duyệt trên sàn Hạ viện xong thì nó sẽ nằm trên bàn của Thượng viện và thượng viện sẽ duyệt cái ngân sách này trước khi đưa tới bàn tổng thống ký do đó cái vị nó mất thời gian vì vậy mà tôi mới nói rằng là do thái muốn tấn công có thể sẽ chậm lại thứ nhất là họ đợi cho cái ngân sách quốc phòng này được thông qua và cho biden ký họ mới mở cuộc tấn công và thứ hai họ sẽ tấn công với cái mức độ như thế nào để không bùng nổ cuộc chiến thì điều này tôi nghĩ rằng là khó vô cùng tại vì phía iran đã tuyên bố bất kỳ một cuộc tấn công nào vào lãnh thổ iran thì Iran sẽ đánh cho Do Thái tan nát tức là nothing will remain tức là không có cái gì còn có thể tồn tại được đây là cái lời đe dọa từ phía Iran có thể là đe dọa này chỉ là mang tính chất răng đe nhưng để để cho Thái à, giảm đi cái sự à, sự trả trả đủ của họ nhưng có thể nó thành sự thật tức là Iran sẽ phản ứng rất mạnh và nhất là việc mà do Thái tấn công vào các lò nguyên tử của Iran thì Iran bắt buộc phải phản ứng họ không tự chế được nữa nếu Do Thái kỳ này tấn công vào các cái lò phản ứng nguyên tử của Iran Thì chắc chắn Iran sẽ phản ứng rất mạnh Và nếu mà Iran phản ứng mạnh thì cuộc chiến bùng nổ Thì quý vị do đó, phía Do Thái họ phải cân nhắc Cuộc chiến này kéo dài bao lâu Với nhóm Hamas ở Gaza Thì quý vị thấy là cuộc chiến mới một cái chớp mắt hơn 6 tháng rồi Và bây giờ vẫn còn cái phía Nam của Gaza vẫn chưa giải quyết xong Do Thái vừa đánh mà vừa phải điêu với lại vấn đề quốc tế nữa do thái không đánh một đơn giản một mình tức là họ không có đơn giản một mình họ chỉ cắm đầu tấn công mà họ còn phải đánh giá về cái vấn đề chính trị tức là trên chính trị quốc tế nữa vừa đánh mà phải vừa phải giữ được cái uh, chính nghĩa của mình tức là cái chính danh của mình là cuộc tấn công tự vệ tại vì họ họ dùng chỉ self defense là tự vệ mà quý vị cho cho do thái họ dùng cái này họ không có đủ chính nghĩa tức là tôi tấn công để tôi tự vệ chứ tôi không có ý là xâm lấn hay tôi không có ý là uy hiếp và hung hăng với quốc gia khác thì đây là cái chính danh mà do thái đã giữ được từ lúc mà tấn công hamas tới bây giờ tuy nhiên thì quý vị thấy cuộc chiến kéo dài 6 tháng thì cộng đồng quốc tế đã xoay chiều tức là cái mức phản đối chiến tranh của Jordan thái ở tại giải gaza cao hơn và thậm chí hội đồng bảo an còn đưa ra cái nghị quyết, nghị quyết 14 phiếu thuận một phiếu trắng là buộc do thái phải có một cái cuộc ngưng chiến ngay lập tức thưa quý vị bây giờ đặt trường hợp ngược lại với lại iran thì như thế nào nếu cuộc chiến này kéo dài thì liệu do thái còn giữ được cái chính danh là cuộc tấn công tự vệ hay không thứ hai là cái hệ thống vũ khí đạn dược của họ có đủ để mà cung cấp cho cuộc chiến lỡ như nó kéo dài hơn không hay không thì quý vị đây sẽ là những cái bài toán tính toán của lực lượng quốc phòng do thái và cái nội các chiến tranh của do thái và thứ ba là cái thái độ của Joe Biden, tại vì họ nhìn rõ, họ nhìn rõ cái quan điểm của chính quyền Joe Biden. Joe Biden không muốn có cuộc chiến bùng nổ và Joe Biden đang có cái nhất là Joe Biden đang có cuộc tranh cử, ông ta không muốn cuộc chiến bùng nổ, ông ta đang mất dần khối phiếu của người Ả Rập, người hồi giáo ngay tại Hoa Kỳ chỉ vì cuộc chiến ở giải Gaza, chỉ vì ông ta ra mặt binh vực cho do Thái. Tuy nhiên, nếu như cuộc chiến với Iran, thì nếu việc này xảy ra thì liệu Joe có tiếp tục tiếp tục hỗ trợ cho Do Thái hay không hay sẽ đặt điều kiện để hỗ trợ tức là không cho phép Do Thái sử dụng vũ khí của Hoa Kỳ tấn công vào lãnh thổ của Iran thì quý vị điều này có nghĩa là Do Thái sẽ phải tự lo sẽ phải tự lo cái phần vũ khí của mình thì liệu cái kho, cái kho vũ khí này có đủ để tấn công Iran trong một cái giai đoạn dài hay không nếu cuộc chiến này kéo dài Do đó quý vị, sự cân nhắc của lực lượng IDF và nội các chiến tranh của Do Thái là xung quanh cái điểm này. Chứ tôi không nói tới quyền lợi của những quốc gia khác, Âu Châu hay Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga bị thiệt hại hay là có lợi như thế nào. Tôi chỉ nói cái lợi và cái hại của Do Thái thôi. Thì do đó, sự cân nhắc của họ thì họ đi tới cái quyết định mà họ không tiết lộ nhiều là họ sẽ tấn công. Nhưng mà cái thời gian tấn công như thế nào thì có lẽ là nó sẽ chậm lại và thứ hai cái mức độ tấn công vừa đủ để cho Iran không phản ứng hay là họ sẽ tấn công ráo riết và gần như là sử dụng cái cơ hội lần này để mà tiêu trừ luôn sự đe dọa của Iran thì chúng ta chưa biết tại vì muốn tiêu trừ sự đe dọa của Iran thì cuộc chiến này ít nhất kéo dài đôi ba năm chứ không phải là một sớm một chiều chứ không phải là một sớm một chiều và liệu do Thái có gồng gánh nổi cái cuộc chiến kéo dài như vậy hay không Xưa nay các cuộc chiến xảy ra rất ngắn, kể cả cuộc chiến Trung Đông chỉ diễn ra có 6 ngày thôi. Năm 1967, họ đánh bại được tất cả các quốc gia Ả Rập. Nhưng lần này tình hình khác đi. Và các cuộc chiến ở tại ở tại Trung Đông đều ngắn hạn, không có dài. Không có dài. Và nếu kéo dài, và nếu như mà phía Iran kéo dài, cố tình kéo dài, chiến lược của Iran sẽ kéo dài cuộc chiến này. Thì lúc đó quý vị, Do Thái sẽ rơi vào tình trạng vừa mất chính nghĩa, vừa thiếu hụt đạn dược. Trừ phi là mình có một ông tổng thống Hoa Kỳ cứng rắn như ông Trump sẵn sàng ra mặt hỗ trợ cho phía của Do Thái thì tình hình khác đi. Nhưng bây giờ là Joe Biden. Ít nhất từ đây cho tới tháng 11. <laughs> Chính quyền vẫn nằm trong tay của Joe Biden và cho tới tháng 1. Even Joe Biden thất cử tới tháng 1. <laughs> 20 tây tháng 1, ông ta mới giao ra quyền tổng thống. Tức là từ đây tới 20 tây tháng 1, là nếu cuộc chiến kéo dài tới mức đó, liệu do Thái có đủ cái nguồn à, vũ khí cho tất cả các cuộc chiến hay không? Vừa phải à, tấn công Iran, vừa phải giao tranh với nhóm hồi giáo Hezbollah ở tại phía bắc của do Thái, phía nam của Lebanon, vừa tiếp tục phải à, có những cuộc hành quân trấn áp nhóm Hamas ở tại giải Gaza, vừa phòng thủ trên vùng biển Hồng Hải, đe dọa đã ngăn chặn cái cuộc tấn công bằng tròn và hỏa tiễn của nhóm hồi giáo Houthi thì quý vị và vừa phải tấn công Iran nữa thì quý vị cái lượng vũ khí này nó khổng lồ vô cùng đó ngay cả Ukraine quý vị cuộc chiến kéo dài qua tới năm thứ ba mỗi một tháng họ đều nhận được tài trợ của cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ mà bây giờ chính họ còn bị cạn kiệt hỏa tiễn thì do Thái phải cân nhắc tới vấn đề này họ phải cân nhắc tới vấn đề này cái điều phản ứng mạnh nhất của họ là lực lượng tình báo Mossad có thể ám sát một số tư lệnh của Iran ngay trên lãnh thổ của Iran để mà trả đũa. Thì đây là cái phương pháp mà tôi cho rằng là có thể xoa dịu được tức là khiến cho cuộc chiến không bùng nổ và thứ hai vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí của Iran ở bên ngoài nước Iran, tức là ở Syria, ở Lebanon và kể cả ở khu vực của Yemen. Thì quý vị, nếu mà tấn công như vậy thì nó sẽ không gây ra cuộc chiến lớn tức là tấn công vào những vệ tinh của iran thôi thì nhưng mà nếu tấn công vào vệ tinh của iran thì cái tiềm năng đe dọa vẫn còn đó và phía à, của iran sẽ à, tuyên truyền là do thái không dám tấn công chỉ tấn công những cái à, vòng đai bên ngoài thôi không dám tấn công vào lãnh thổ của iran điều này nó cũng sẽ mang ra một cái ý nghĩa là khiến cho do thái có thể sẽ bị thất thế ở tại trung đông do đó quý vị với cái nhìn của tôi thì lần này do thái sẽ tấn công nhưng thời gian tấn công sẽ chậm hơn và họ phải cân nhắc rất kỹ những cái lợi hại cho chính quốc gia của họ thôi tôi không nói những bên ngoài cho chính quốc gia của họ thôi và họ sẽ cân nhắc về cái cách của hoa kỳ bởi vì hoa kỳ là quốc gia đứng sát với do thái nhất bây giờ châu biden còn muốn đặt điều kiện thì do thái cần phải cân nhắc và tôi nghĩ rằng là ít nhất cuộc chiến này nếu có tấn công thì sẽ qua tuần sau tức là sau khi mà quốc hội hoa kỳ duyệt xong tất cả những ngân sách và khi tất cả mọi người bắt đầu bình tĩnh trở lại thì do thái bất ngờ tấn công đây là cách của do thái thường làm họ không tấn công ngay lập tức để mà tạo ra một cái cơn phẫn nộ mới mà họ cho chờ cho mọi người bình tĩnh họ cân nhắc kỹ và bất ngờ tấn công một phát thì quý vị đây có thể là một trong những cái chiến lược mà do đó họ không tiết lộ nhiều về cuộc tấn công của họ Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.